đá nó vô. Chứ mày không đào cái này, nó đút nó vô luôn chị. Chưa. Đấy, nó vừa xuống vô, nó thấp luôn. Đó luôn, đó ống rồi nè. Rồi, để đỡ đây. Mày để, mày can cho nó ngay vô giọt nước cho nó giọt ra ngoài nó rồi chị. Nó tụt xuống gì rồi. Cả tụt xuống đó, bởi vì nó tụt xuống đó. Nó lại đó. Nè, trả lên. Đó. Nữa thôi. Nữa chứ. Lấy luôn hả? Lấy lên luôn. Nè, tụt xuống đi. Lấy lên luôn hả? Lấy lên luôn. Lại nữa cái dây lấy miếng giá nữa. Thấy không? Đưa ra chỗ lại. Có cái cây gác ngang lên quá. Dở ống lên luôn hay gì? Gác ngang làm sao mà dở ống lên? Cái ống nằm gì được chưa? Cho nó xuống luôn đi, ép cho nó. Mấy cậu mày chịu gì đi thôi, được rồi, chịu gì đi. Mũi ống dở lên luôn hay gì? Lấy nhiều hoài sao lấy được. Nó bự, nó ép nó giống luôn. Thôi được đó. Còn con nào hết? Rồi đưa vô cắn miệng nước cho nó sôi ra gì. Nó hết đắt cái chổng hay gì? Đó nó vô lùm lum đóng chưa bởi nó nặng nặng rồi. Sao mày mày nhìn coi nó thấy chỗ không vậy? Sợ đá bự thế à, cho đá con nhầm gì nữa, mày đưa nước vô là nó ra chơi à. Sợ mấy đá bự đó, có đá bự nào lọt đúng không? Dây ra cho nó tọt cái dưới sông đi rồi lâu lên. Ở mắt tiêu luôn rồi. Ở đâu rồi? Đây nhỏ. Không sao. À, dở nằm luôn trên này luôn gì. Cái bây giờ dở cống lên luôn không? Ra đó ghi nước chảy mạnh rồi đó.